Các bạn thân mến, bây giờ thì mình đang có mặt tại khu vực cảng Bãi Nồm ha, để chuẩn bị sang mình ba ha, mình review xíu. Đây là anh trai vừa chở mình từ khu vực sân bay để đi khu vực Bãi Nồm, và bây giờ chuẩn bị lên tàu lên mình ba. Để lựa chọn dịch vụ đi thì mình chọn phương tiện đó là cano. Một lượt đi từ Bãi Nồm sang mình ba thì mỗi người khoảng 100.000 đồng nha các bạn ha. Đây là chỗ ngồi nghỉ ngơi. Đây là nhà chờ. Sau nhiều năm quay lại đây thì mình thấy là khu vực đây có một nhà chờ nó hiện đại hơn một chút xíu. Tuy nhiên thì nó cũng là so với những cái nhà chờ của những cái cảng khác thì nó bình thường, nó bé hơn. Thì đa phần ở đây thì phục vụ cho người dân ở khu vực đảo Bình Ba đi qua đi lại ha. Cách đây vài tháng thì cũng đã bị cấm không cho hoạt động du lịch, nhưng bây giờ thì đã cho hoạt động lại rồi. Đây là những chiếc cano, nó sẽ đưa du khách từ vị trí ở đây để sang với đảo Bình Ba, vị trí này. Và đây là cũng là vị trí của khu vực Vịnh Cam Ranh ha. Vịnh Cam Ranh là một trong những vịnh là quan trọng nhất của quốc phòng Việt Nam tại vùng đây. Xíu nữa thì tôi sẽ review trên cano, thì các bạn đến đảo Bình Ba rất là tuyệt vời, rất là đẹp nha. Cano đi bye bye cả. Đây, cảng Bình Ba nha. Bây giờ thì chúng tôi sẽ lên đảo ha, khám phá đảo Bình Ba trong cái ngày hôm nay. Rất lên đảo Bình Ba. Rồi. Thôi, khỏi. Từ từ lên đây nó đổi. Đợi mới được. Đấy, anh em mới lên thì chúng ta thấy là người dân trên đảo họ phơi mực rất là nhiều ha. Mực này là ngon, rất là ngon ha. Đây. Xe cái những cái loại xe phụ quát này thì nó sẽ là lên đỉnh đỉnh núi tham quan ha. Đây những người dân trên đảo họ kinh doanh về dịch vụ nhà hàng, nhà nghỉ này ha, rất là nhiều ha. Và đây là khu chợ ha của trên đảo như thế này. Đây, xe điện như này sẽ đưa mình lên trên cái đỉnh núi ha, rất là thích. Đây là cái cẳng dành cho tàu bè đi lại ha. Đấy, dây khu này cũng rất là nhiều nhà nghỉ người ta hoạt động ở đây, như là Long Hương, rất là nhiều nhà nghỉ như là Tâm My, rất là nhiều nhà nghỉ khác nhau. Chúng tôi phải đi qua con hẻm để chúng ta đến với Bãi Nồm, chỉ vài trăm mét thôi. Rất là tuyệt vời. Đó, đi sát vô một bên thôi nào cho xem người ta đi, đông vô nữa. Rồi. Đây. Đây. Người dân trên đảo thì cuộc sống họ cũng rất là khá giả ha, hầu như là buôn bán kinh doanh ha, cùng với việc hoạt động du lịch ha, các nhà nghỉ khách sạn cũng mọc ra tại đây rất là nhiều ha. Đây, những đồ dùng cho những người ngư dân tại đây ha. Người dân đây thì đa phần đánh bắt xa bờ hải sản, và đặc biệt đó là nuôi tôm hùm cũng như là
họ có những cái việc kinh doanh đó là phụ khách du lịch. Những năm trước thì du lịch rất là phát triển. Tuy nhiên thì trong khoảng từ trước dịch và sau dịch thì một số hoạt động cũng đã hạn chế. Trong khoảng chừng một năm trở đây thì tất cả hoạt động thì nó sẽ đi như là bình thường. Đấy, rất là tuyệt vời ha. Đây là một cái chợ ha, đây là một cái chợ của Bình Ba. Biết cái con tôm hùm này, đấy cà rốt này, cà rốt này. À, các bạn thân mến, đây là khu vực bãi nòm của đảo Bình Ba ha. À, và đặc sản của Bình Ba là chính là những chú tôm hùm rất là dễ thương như thế này. À, một con tôm hùm này nó là cả ký đó, một ký đó nha. À, đây 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 đấy, con ghẹ đó, con ghẹ này ha, ghẹ này ha. Rồi, wow, rồi con này là con sò đẹp, sò dương thương rồi, con rạn đấy đấy. À, đây là sò điệp này, sò điệp này, sò điệp này, sò điệp này đó. Ok đó, rồi đó, đó. À, rồi làm con tôm hùm trước đi, tính sao là bãi nồm. À, cái bãi này đặc thù của đảo Bình Ba là cái bãi đẹp nhất và người dân tắm biển nhiều nhất ha. Và đặc biệt nó là cái vị trí của bãi nồm này á, là ngắm san hô được, ở phía dưới san hô rất là đẹp nha quý vị ha. À, quý vị ha, đấy, con thấy à, rất là nhiều cái trò chơi của dân bản địa tại đây. Và tại nơi đây cũng có rất là nhiều những cái khách sạn mini, cái này là gọi là nhà nghỉ thôi, nhưng không được khách sạn bởi vì đây là bên đảo mà. À, nó cũng rất là đẹp ha, rất là sang trọng, có máy lạnh, có điều hòa đầy đủ, người dân kinh doanh tại đây ha. À, như ví dụ như là mình nói là hotel bãi nồm, bạn search trên Google có thể ra đó ha, bạn có thể đặt tại đây ha. Một đêm lưu trú ở đây cho một người nó khoảng chừng 200 đến 250 ngàn đồng một người thôi, nó cũng không mắc đâu ạ. Và để đi qua đây bằng cano thì mỗi người mất khoảng 100.000 đồng, nè 100.000 đồng cho một lượt ha, và hai lượt thì chúng ta tương đương khoảng chừng 200.000 đồng, và chúng ta có thể check in ha, đặt ăn ha, rất là tuyệt vời tại khu vực đây. Nè đây, con tôm hùm bự này, con tôm hùm này nè, bà ngoại thấy này ha, ha. Úi dồi ôi, con bỏ ra nè. Nè, xíu mình sang con tôm này nha, cắt tiết nha, cắt tiết nha. Đấy. Ok rồi để cẩn thận nhá. Thôi không. Con nó búng nó kẹp á, nó kẹp là nó đứt tay luôn á, nghe không, đừng có động nó nói nha. Đây cá mú này, đây này, bác cầm này, đây này, đấy đây, ui đây này, đây là con tôm hùm, tôm hùm một, đây là 8 lạng nha. Đây, mua cho cà rốt ăn luôn nha. Đó, cà rốt năm nay học giỏi mới mua cà rốt ăn nha. Rồi, ok. Con này là gọi là không phải sò đẹp mà sò cái này gọi là sò gì? Sò bay ăn. Sò bay, ok. Ok, rồi. Cái này là 500.000 ký ha. Mình lấy nửa ký thôi để nhấp nhuy cho nó có tinh thần ha. Rồi, ok. Rồi ăn. Rồi, ok. Chào nó lại. Xin chào tất cả các bạn. Mình lúc này đang có mặt tại đảo Bình Ba, rất là tuyệt vời. À, một đảo mà đây khu vực này là đó chính là bãi nồm. Bãi nồm là xem là bãi nổi tiếng nhất của đảo Bình Ba. Ở đây thì có rất là nhiều san hô. Và cái điều đặc biệt đó là bạn đến Bình Ba bạn phải ăn cái hải sản. Hải sản ở đây rất nhiều loại hải sản khác nhau. Trong đó có ghẹ và đặc biệt đó chỉ là ốc khác nhau. Ghẹ, sò khác nhau. Và trong đó thì có món đặc biệt là món tôm hùm Bình Ba. Tôm hùm Bình Ba. Đây là cái con tôm mà mình hồi nãy mình mới lấy từ mua từ nhà bè lên đây. Con tôm này nó khoảng là 8 lạng ha. Thì ngày hôm nay thì mình ăn thử cái món này để cho các bạn xem là nó ok không ha. Wow, nó rất là to mà ha, rất là to. Wow, mình nướng rất là ngon. Con tôm nó rất là ngon. Tôm này thì 1 kg ở ngoài đây thì ngoài bán nó khoảng 1.8 triệu các bạn ha. 1 kg. Một con này khoảng là 8 lạng. Người ta nướng ha, nướng phô mai.
rất là ngon, rất là ngon. À, mình sẽ phép được lật cái này ra, lật cái này nha. À, cái này thì mình phải nên chấm luôn với muối tiêu chanh. À, ăn ngon. Rất nhiều vitamin, rất là vitamin, rất ngon mà. Cái này con riêng tôm hùm là phải ba người ăn hết, mình ăn một phần của nó thôi, rất ngon. Cầm gỡ. Nó được không? Các bạn đi cho tour á, tour người ta sắp xếp cho các bạn ăn những con tôm hùm như thế này, rất là ý nghĩa. Với cái giá bỏ ra từ thành phố Hồ Chí Minh khoảng là một phần triệu rưỡi đến 2 triệu thôi, các bạn sẽ một tour đi cùng với gia đình của mình, à, và rất là nhiều những món khác nhau. Đó, được mình đây làm du lịch gần 10 năm rồi, mình thấy là đây Bình Ba rất là tuyệt vời, rất là ý nghĩa. Các bạn mà hãy đến và thưởng thức những loại tôm hùm đặc biệt tại đảo Bình Ba này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình trong cái buổi sáng ngày nay. Bye bye. Bye. Có thể mua hải sản về đúng rồi, nhà nó là tôm hùm. Tôm hùm này gọi là tôm hùm gì? Tôm hùm này gọi là tôm hùm gì chút? Tôm hùm gì? Loại là tôm hùm này. Loại này, loại này, loại gọi là loại gì? Tôm hùm xanh. Tôm hùm xanh đúng không? À. 450.000 đồng 1 kg. Vậy. Không có gì kìa. Rồi rồi, ok, kiếm mốt đi, kiếm mốt. Bạn hướng dẫn Hoàng á. Đấy, kẹ này 450 kg. Đây là cái gì, bào ngư hả? Gia đình của chú, cô Trâm cũng là chủ của những cái bè Mỹ Trâm mình ha. À, cô làm du lịch ở đây cũng gần chắc từ thời xưa đến giờ rồi. À. Mực hả? 10 năm rồi mẹ. 15 rồi ha. Con ngày xưa con hay làm với cô Lan á. Cô Lan bây giờ biết còn làm không? Cô Lan. Với anh Lực là bạn con. Anh Lực á. Anh Bảy Lực á. Bảy Lực á. Như bè đúng không? Với tổ chức đoàn đi Bình Hưng mới về rồi. Bình Hưng kiếm được. Bình Hưng kiếm. Ở đây bán cá bò. Cá bò. Đó vậy. Đó ok. Rồi. Nhỏ nhỏ ngon đó. Nhỏ cái thùng không có thùng nhỏ đâu hết rồi, cảm ơn. Không đủ đâu. Để cái thùng trung hả? Trung ở phía sau á, lấy lép thêm vô. Lấy đi chung với cô. Thiệt lắm. Đó. Đó. Cũng cho 50.000. Tôi đếm 500 á, bán được con cũng. Tuyệt vời. Đấy, cái bè này thì buổi tối thì cô Trâm sẽ cho cái gì? Cho những cái du khách đến đây có thể giao lưu karaoke hay là âm thanh để hát hò với nhau. Cái bè này được xem là một trong bè mình thấy là ưng nhất ở cái đảo Bình Ba này. Các bạn thấy à. Rất là tuyệt vời. Và đặc biệt thì người chủ biết làm du lịch, tôi nhìn thấy là tôi biết chắc chắn là người chủ biết làm du lịch, đó là cô Trâm tại cái đảo như thế này. Đấy, các bạn thấy không? Tuyệt vời. Và cô Trâm cũng có một cái nhà nghỉ ha, rất là tuyệt vời ở đối diện chúng ta đây. À, các bạn có thể đặt cho gói cho việc mà gia đình mình đến đây lưu trú ha, và vui chơi giải trí tại đảo Bình Ba này. Tôi chắc chắn rằng khi các bạn đến cái bè này, các bạn sẽ cảm thấy rất là hạnh phúc cùng với lại những người thân yêu của gia đình mình. À, các bạn thấy với lại cái gió hiu hiu lồng lộn như thế này thì các bạn thấy rằng là cái quan cảnh ha, quan cảnh mà gia đình cô Trâm đã chấp nhận cái này là đầu tư những cái bè tạo ra cảnh quan như thế này, thì chắc chắn một điều rằng là cái du lịch đảo Bình Ba nó luôn luôn phát triển không ngừng trong thời gian sắp tới các bạn ha. Các bạn có thể liên hệ với mình theo số điện thoại 0909 909 872
để bạn mình có thể hướng dẫn ha, hay mình có thể làm tour chọn gói cho các bạn ha, đến với lại cái đảo Bình Ba này. Đây các bạn có thể liên hệ với lại nhà nghỉ Mỹ Trâm, rất là dân dã ha, tuyệt vời tại cái hòn đảo. Người dân rất là hiền lành, mến khách các bạn ha. Dạ. Bên kia còn một cái nữa hả cô? Một cái 4 tầng nữa. Dạ. Cái 4 tầng nữa cô. Dạ, tuyệt vời. Dạ. Dạ, trong hè vừa rồi cô đón số lượng khách đông không cô? Đông con, tại vì thế đây rai chứ từng nào cũng 100 mấy. À, 100 mấy à? Dạ. Thế đây rai chứ nó không đông, nhưng hồi xưa hồi chưa từng có đón bè. Dạ. Con thấy là con vô rất là nhiều bè rồi, con thấy cái bè này đặc biệt là cô đầu tư rất là nhiều. Cô thấy là đây. Dạ. Vâng, ok. Rồi các bạn, các du khách của kênh Chiêu Tour, nếu mà lên đây nhìn thấy cái video này, nếu mà muốn đến đây thì hãy ủng hộ cô Trâm. Cô rất là giản dị và rất là dễ thương và rất là chuyên nghiệp, tập trung cho khách nha. Cảm ơn cô nhiều.